Knight Hunter Set chiếc Gassad đặc biệt tông màu vàng kim với hình đầu rồng ở chui Gassad Sức mạnh của Graphite sau khi được nâng cấp bởi chiếc Knight Hunter Z Mặc dù chỉ là bản thử nghiệm nhưng hắn ta hoàn toàn ao sức mạnh của tất cả cấp độ 3 của những Rider còn lại Lại một lần nữa khả năng của thiên tài game thủ Amu lại được thể hiện Anh ta đã đánh bại hoàn toàn con rồng hỗ trợ cho Graphite Có được bốn mảnh vỡ của nó cùng với chiếc Gatshack thật sự chuyển hóa lần đầu tiên trở thành hình dạng toàn thân của một comment rider trong series sa cả một bộ giáp rồng kết hợp cùng với sa chiếc đầu đồng ở trước mặt của anh hai cánh tay đầu chân đã bị hai đổi cùng với chiếc đuôi mọc phía sau lưng của AC tạo nên hình dạng vô cùng đáng sợ tông màu đen chủ đạo mặc dù những phần viên khác trên cơ thể của AC tạo ra cảm giác khá màu mè với màu xanh lá là xanh dương neon đại diện cho Ray Knight lần đầu tiên sử dụng sức mạnh của cấp độ 5 là quá sức với một con người là trò chơi săn quái vật đặc điểm của tựa game Monster Hunter là trò chơi thường sẽ được co-op 4 người cùng tổ đội với nhau để chiến đấu những con quái vật khổng lồ sở hữu sức mạnh quá lớn như vậy sa đã mất kiểm soát tấn công tất cả mọi người với ngọn lửa khủng khiếp từ hơi thở của dragonite hunter z khả năng chính của hình dạng này cũng không được thể hiện quá nhiều với từng bộ phận trên cơ thể của anh sẽ tương ứng những rider khác nhau là bộ giáp bao phủ toàn bộ cơ thể với một cánh tay phải là hành gươm đại diện cho Pre cũng như là cánh tay trái là một khẩu súng nhưng thường sẽ được SA sử dụng cận chiến khả năng tấn công tầm trung và tầm xa của anh được dựa trên hơi thở của rồng là gương mặt bao phủ ra cơ hội của SA có khả năng tấn công bằng ngọn lửa cũng như tạo một những chùm sao những quả cầu lửa rơi từ bầu trời và tất nhiên đôi cánh của anh cũng không phải là không có tác dụng nó cũng giúp SA bay lượng Đoàn tất sát cấp độ 5 Dragon Knight Critical Strike SA sẽ tụ hợp cả ba nguồn năng lượng từ đầu và hai tay của mình tạo ra nguồn năng lượng khổng lồ dán vào kẻ thù